Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành kính chào tất cả quý khách đang theo dõi video clip của chúng tôi, cũng như 8.000 anh em đã yêu thích đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành từ trước tới nay. Trong video này tôi muốn gửi tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc, đó là một bộ sản phẩm bằng chất liệu gỗ mun hoa hay còn gọi là gỗ mun của Lào, gỗ mun mắc tiền nhất hiện nay. Và đây cũng là một bộ bàn ghế Minh Quốc Voi cột 22 đã được chúng tôi đục tay thủ công kênh bông sắc nét, và chúng tôi vừa phải tẩy axit lần thứ 6 xong để hiện rõ các cái vân gỗ. Thì chúng tôi quay video clip lại một lượt báo cáo tới khách hàng đã đặt hàng, cũng như gửi tới tất cả quý vị đang theo dõi cái video này. Chúng tôi cũng báo luôn các cái thông số kích thước của bộ bàn ghế Minh Quốc Voi. Bộ bàn ghế này chúng tôi làm cột 22, chân cũng là 22 phân, tức là 22 cm. Chúng tôi cũng hướng dẫn những người mới va vấp vào cái dòng gỗ mun hoa thì chúng ta nên xem mộc để biết được rõ các cái vân gỗ. Bộ bàn ghế gỗ mun hoa này rất là lắm vân, vân đen, xanh, trắng rất nhiều. Quý khách muốn phân biệt được vân thật hay vân giả thì quý khách nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Chúng tôi hướng dẫn chi tiết tận tình nhất cho quý vị. Bằng kích thước của chiếc ghế đơn này chúng tôi làm cao 1m80, cột là cột 22, và chiều dài là 1m17, chiều sâu là 81. Và đằng trước đằng sau chúng tôi đục như nhau hai mặt, khác với các cái hàng chợ bình thường phổ thông thường chỉ đục một mặt. Những cái hàng kỹ như này và giá trị nó lên tới tiền tỷ thì chúng tôi đục chạm rất là kỹ và được tuyển chọn vân chọn gỗ. Để làm được bộ bàn ghế như này chúng tôi mất khoảng 6 tháng thi công mới xong. Một năm trung bình chúng tôi chỉ ra được 2 bộ. Và các cái video lần trước thì các bạn đã xem bộ bàn ghế Minh Quốc Voi cột 25. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu bộ cột 22. Và chiếc ghế dài này là dài 2m6. Trên màn hình các bạn đang xem đây là chúng tôi có làm khuôn tranh, còn có nhiều bộ thì chúng tôi làm mặt liền tấm, chúng tôi không làm khuôn. Nhưng video này là chúng tôi làm bộ bàn ghế này là có khuôn tranh bên ngoài bao bọc và ván bên trong chúng tôi làm dày 2 phân. Khung tranh chúng tôi làm dày 4 phân. Và toàn bộ chiếc ghế dài này là chúng tôi làm 3 vách cũng được chạm voi và nong khung bên ngoài, khung dày 6 phân. Và có 2 trống cũng được chúng tôi chạm voi để miêu tả các cái đầu voi ma mút. Đây là bộ bàn ghế trương voi tay voi, khác với bộ bàn ghế Âu Á hộp. Bộ bàn ghế Âu Á hộp thì chúng tôi chỉ chạm trương voi thôi, rất ít khi chúng tôi làm tay voi. Toàn bộ các cái vân gỗ này là vân tự nhiên, chưa có vẽ vân, để tránh nhầm lẫn với các cái loại vân giả thì quý khách nên xem mộc. Và chúng tôi đang quay video phần mộc của bộ bàn ghế gỗ mun hoa cột 22. Và phía sau bộ voi là chúng tôi làm bộ bàn ghế tần thủy hoàn cột 12. Quý khách có thể so sánh được cái độ cột 12 và 22 nó chênh lệch nhau như thế nào. Chênh nhau 10 cm nữa và độ cao cũng là rất là khủng. Bộ bàn ghế này là siêu khủng. Bộ bàn ghế này cũng được đánh giá là hiếm thấy trên thị trường. Đã làm cột 22 nó to nó khó thì và được lựa chọn các cái vân gỗ mà đều như thế này thì lại càng khó hơn. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành nhận thi công các cái bộ bàn ghế khó làm, các cơ sở khác không làm được thì chúng tôi sẽ làm. Đây là tay voi, chúng tôi chạm những chú voi. Cột là chúng tôi để trơn để khoe các cái vân gỗ. Và gỗ gỗ mun này xuất xứ từ bên Lào, khi chúng tôi nhập phôi vào giá thành rất là cao. Thường thì gỗ mun nhỏ thôi để kiếm được một bộ cột như này chúng tôi phải pha rất nhiều bộ để làm nên. Nên giá thành nó rất là cao, trị giá những tiền tỷ và nặng cả tấn.
Người bình thường chúng ta thì không thể khiêng được. Và khi vận chuyển thì chúng tôi phải vận chuyển bằng xe cẩu hoặc là xe nâng. Và khi bàn giao đến nhà khách, chúng tôi cũng gọi đội xe nâng, chứ không người chúng ta không thể khiêng được. Rất là nặng. Chân 22 và vai chúng tôi cũng làm dày 5 phân. Và trương đục hai mặt như nhau. Bộ này là bộ gồm có 10 món, một ghế dài, bốn ghế đơn. Và chúng tôi không làm bàn vì gia đình khách đã chơi chiếu ngựa. Bộ bàn ghế này diện tích nó rất là lớn. Chiếc ghế dài chúng tôi làm 2m6 và chiếc ghế đơn thì chúng tôi làm 1m2 chiều dài. Các bạn đang xem tổng thể, đây là bộ bàn ghế gỗ mun hoa Minh Quốc Voi. Bộ cột 22. Chúng tôi vẫn đang làm tiếp các cái ghế đơn và cũng như các bàn trà để bàn giao tới quý khách. Lưu ý là quý khách nên xem mộc trước khi sơn. Bộ bàn ghế này đang có giá trị rất cao trên thị trường và chúng tôi cũng không cần mang đi hội chợ để quảng cáo, chúng tôi quảng cáo trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách hãy nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem được các cái sản phẩm bộ bàn ghế gỗ mun hoa mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.